Ngay cả những nhà đầu tư sành sỏi kinh nghiệm nhất cũng có thể trở thành nạn nhân của trò lừa đảo đầu tư. Điển hình là những nhà quản lý chuyên nghiệp đã từng đem cả tiền của khách hàng của mình cho siêu lừa đảo Bernard Madoff. Happy Life xin chào các bạn. Nếu bạn đang tìm hiểu cơ hội đầu tư và kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, có khả năng bạn sẽ gặp một số đối tượng quảng cáo, cam kết lãi 100% hay những lời hứa hẹn viển vông tương tự. Bạn sẽ tự hỏi rằng, điều đó làm sao thực hiện được nhỉ? Đa số trường hợp câu trả lời là không thể nào. Và những lời đề nghị, những hứa hẹn đó đều dùng để đánh lạc hướng, nếu không muốn nói là để lừa đảo. Ngay cả những nhà đầu tư sành sỏi và kinh nghiệm nhất cũng có thể trở thành nạn nhân của trò lừa đảo đầu tư. Điển hình là những nhà quản lý chuyên nghiệp đã từng đem cả tiền của khách hàng của mình cho siêu lừa đảo Bernard Madoff. Còn đối với một nhà đầu tư trí tuệ và cũng như kinh nghiệm ở mức trung bình thì sao? Chúng ta làm gì để tự bảo vệ mình khỏi những tay siêu lừa đảo đang cố chia cắt bạn và những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt? Có vài dấu hiệu để cảnh báo sự bất ổn của một kế hoạch đầu tư nếu bạn chịu khó tập trung và biết mình nên tìm hiểu những gì, và đây là 10 dấu hiệu đó. Thứ nhất, một kế hoạch quá béo bở để trở thành hiện thực. Bạn biết đấy, thỉnh thoảng sẽ có một số cao thủ trên thương trường, nhưng rất ít thôi. Và cũng rất khó để bọn họ có thể giữ được phong độ suốt ngày này qua tháng khác. Nếu ai đó đưa ra cho bạn một bản kế hoạch đầu tư có mức lợi nhuận vừa cách xù mà vừa chắc chắn, thì bạn nên tránh xa lời đề nghị như vậy. Thứ hai, họ đưa ra một lời đảm bảo. Không ai đảm bảo được lợi nhuận, trừ khi họ mời chào các loại trái phiếu hoặc các chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cố định. Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán không bao giờ được đảm bảo một cách chắc chắn như vậy. Để có thể duy trì một mức lãi kép khoảng 24% một năm như Warren Buffett trong suốt hàng chục năm là điều không hề dễ dàng. Thứ ba, đó là một cơ hội phức tạp và hiếm có. Có đôi khi người ta lại phán rằng họ vừa tiếp cận được một cơ hội rất đặc biệt, không phải ai cũng được chào mời. Họ có thể sử dụng những lời hoa mỹ như chứng chỉ cho vay với lãi suất cơ bản hoặc cổ phiếu phát hành mới cho cá nhân. Hoặc họ quảng cáo rằng mình thông thạo kỹ thuật liên quan đến dự báo thị trường hoặc thị trường ngoại hối Forex. Đó là những thứ mà nếu lần đầu nghe, bạn sẽ thấy tương đối phức tạp và khó hiểu. Mà càng phức tạp, càng khó hiểu, thì bạn càng khó lường trước được những hiểm họa mà mình sắp đối diện. Thứ tư, những mô hình kinh doanh mới. Có thể bạn sẽ được chào mời cơ hội tham gia đầu tư cho một công nghệ làm thay đổi thế giới nào đó. Các công ty về công nghệ sinh học và công nghệ xanh đang rất phổ biến hiện nay. Một số công ty công bố rằng họ đang nắm giữ bằng phát minh của một công nghệ tạo ra cuộc cách mạng thay đổi thế giới. Còn bạn thì may mắn có cơ hội tham gia đầu tư trước khi các nhà đầu tư tổ chức bước chân vào. Thử đoán xem, công nghệ ở đây có thể về lý thuyết thì tuyệt vời, nhưng khả năng cao thì nó không hề tồn tại. Thứ năm, bạn bị lôi kéo bởi một người giới thiệu. Đây là một trong những trò lừa đảo kinh điển trong sách vở. Dựa trên sức mạnh của các mối quan hệ xã hội, tên lừa đảo sẽ trả tiền cho những người ở tầng trên cùng nhằm khiến họ lôi kéo thêm bạn bè người quen. Bạn bị thuyết phục bởi những người giới thiệu là người quen. Họ thực sự nhận được thù lao như đã hứa, và nếu bạn may mắn, bạn có thể được trả tên. Nhưng khi tên lừa đảo đó đã có được điều hắn muốn, thì tất nhiên hắn sẽ cao chạy xa bay, còn bạn thì ở lại với hai bàn tay trắng. Thứ sáu, áp lực thời gian. Rất đơn giản, nhiều tay lừa đảo sẽ tạo áp lực cho bạn bằng những lời chào bán ngắn hạn, buộc bạn phải đưa ra quyết định sớm. Chúng không cho bạn thời gian cân nhắc xem các cổ phiếu chào bán này có giá trị hay không. Và theo một cách tự nhiên, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng FOMO, Fear of Missing Out. Bạn sẽ sợ bị lỡ mất cơ hội và cuống cuồng đi theo lời dẫn dắt. Nhưng lúc này, hãy thật bình tĩnh để xem lại đó có phải là một cơ hội thật sự hay không. Thứ bảy, không sử dụng tài khoản độc lập của bên thứ ba. Không có hình thức đầu tư nào lại đổ tiền của bạn và người khác vào cùng một tài khoản chung. Bạn luôn cần có một tài khoản riêng và được chịu trách nhiệm bởi ai đó, chứ không phải là một đối tượng lừa đảo. Ngoài ra, bạn cũng cần phải được cập nhật thông tin tài khoản định kỳ. Đương nhiên, việc này cũng không ngăn chặn được mô hình Ponzi của siêu lừa đảo Madoff, nhưng cũng là một cách thức để cảnh báo cho bạn tránh được những hình thức lừa đảo sơ đẳng hơn. Thứ 8, thuyết âm mưu. Kẻ lừa đảo sẽ nhắm vào nỗi sợ hãi của con người. Chúng có thể bóng gió rằng nhà nước đang chủ động kìm hãm bạn khỏi công cuộc làm giàu bằng cách bưng bít thông tin và cấm đoán bạn khỏi một số loại hình đầu tư nào đó mà chúng rất sẵn lòng giới thiệu cho bạn. Thứ 9, chúng không đăng ký giấy phép. Rõ như ban ngày rồi, bất cứ công ty đầu tư chính thống nào cũng như các nhân viên chào bán các khoản đầu tư phải được ủy ban chứng khoán hoặc cơ quan chức năng nào đó cấp phép. Hãy đảm bảo rằng bạn xác nhận được việc người chào bán đó có đăng ký. Việc này không phải lúc nào cũng bảo vệ được bạn, nhưng ít ra cũng hữu dụng khi bạn cần cầu cứu trong trường hợp bị lừa đảo. Thứ 10, những lời khuyên đầu tư thực sự tồi. Bọn lừa đảo sẽ khuyên cáo bạn dồn hết tài sản vào mối đầu tư của chúng. Chúng có thể còn hối thúc bạn vay thêm hoặc trích khoản tiền hưu trí của bạn để góp vào quỹ đầu tư với chúng.
bất cứ điều gì đi ngược lẽ thường đều là tín hiệu cảnh báo cho bạn. Bạn muốn đầu tư số tiền vất vả kiếm được để sinh lời, nhưng hãy đầu tư một cách thông minh và đừng dại dột biếu không cho những tay lừa đảo lau cá. Và bạn hoàn toàn có thể phát hiện ra sự gian lận tiềm ẩn, những lọc lừa của thị trường tài chính để có thể tránh xa, từ đó bảo vệ thành quả và những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình thông qua cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường của giáo sư Edward Thorp. Cuốn sách này giống như một cuốn tiểu sử nói về con đường xây dựng tư duy của một giáo sư toán học, vừa là tay cờ bạc hàng đầu và cũng là nhà đầu tư huyền thoại. Là một người mà từ những ông chủ sông bạc Las Vegas đến các nhà quản lý quỹ ở phố Wall đều phải kính nể. Cuốn sách hiện đã được Happy Life phát hành trên toàn quốc. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để xem thêm những video mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.